Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư nha. Thì ngày hôm nay em Phát lại tiếp tục ra một cái video về cái cổ phiếu chứng khoán, một cái cổ phiếu mà sẽ hưởng lợi từ cái câu chuyện KRX nha anh chị. Còn về cái câu chuyện nâng hạng thì mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Thì trước đây là cái câu chuyện nâng hạng đó là câu chuyện rất là lâu rồi, cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cái hệ thống KRX thì trong cái giai đoạn gần đây thì mọi ủy ban chứng khoán đang cố gắng để thúc đẩy và đưa nó vào go live, và hiện tại thì nhóm chứng khoán cũng đang có những cái sự điều chỉnh về những cái vùng cân bằng trong trung hạn. Thì em nghĩ có những cái điểm mua mà anh chị sẽ quan tâm và rất là nhiều anh chị đang rất là chú ý cái nhóm chứng khoán này. Thì tiếp tục em sẽ làm một cái video về cái cổ phiếu chứng khoán và em sẽ đưa ra những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán mà em nghĩ đó là mạnh nhất nha anh chị. Trong cái giai đoạn sau thì hiện tại thì trước mắt là chúng ta có một cái cổ phiếu đầu tiên là đó là cổ phiếu mà em thấy là cổ phiếu đầu tiên em sẽ ưu tiên từ cổ phiếu trụ trước nha. Cổ phiếu trụ trước thì hiện tại là với cái cổ phiếu SSI anh chị. SSI thì bây giờ với cổ phiếu SSI chúng ta có những cái điểm mua, những cái vùng mua ở những cái vùng mà 20 25 24.7 đó anh chị, 24.7 tới cái vùng 27, quanh cái vùng 27.7. Đó là những cái vùng mà có thể là giải ngân mua được với nhóm cổ phiếu chứng khoán. Và đối với cổ phiếu SSI này hiện tại thì anh chị có thể thấy được những cái vùng 27.7 là những cái vùng, đây là những cái vùng hỗ trợ nền ở trong khoảng một tháng anh chị, vùng nền khoảng một tháng của SSI. Thì trước mắt là về tới những cái vùng này nó sẽ có những cái sự phản ứng đó. Thì chúng ta có thể là tại vì bây giờ không biết được là nó có về tới những cái vùng giá 24.7 25 hay không, thì chúng ta sẽ chia tỷ trọng ra để nhặt dần anh chị. Thì nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm cổ phiếu rơi sâu thị trường nên có thể là nó vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh đó anh chị. Đó, trước mắt là bây giờ SSI nếu mà về những cái vùng 27.7 nè, thậm chí là 28, những cái điểm mua của em Phát khuyến nghị thì mọi người hãy, nếu mà không căng keo quá thì có thể là nâng thêm 2-3 like để có thể là khớp những cái vùng giá mà gọi là mọi người cảm thấy tốt nhất đó. Tại vì chưa biết là thị trường nó sẽ đạp về đâu nha anh chị. Tại vì khi cái lực bán hoảng loạn xảy ra thì cổ phiếu nó có thể rơi sâu hơn đó. Trước mắt là cái vùng 27.7 nha, chúng ta sẽ chia cái tỷ trọng ra để nhặt dần khi mà nó về gần cái vùng 25 đó. Thì cổ phiếu SSI thì nó sẽ có một cái vùng mua gom là những cái vùng 27.7 tới vùng 25 đó. Tại vì trong cái giai đoạn này khi mà thị trường nó chưa rõ ràng cái xu hướng và chưa kết thúc xu hướng giảm, chưa có tín hiệu đảo chiều, thì chúng ta phải cẩn trọng và phải chia cái tỷ lệ gom ở tỷ lệ mua gom nha anh chị. Thì trước mắt là với cổ phiếu là SSI chúng ta sẽ gom từ cái vùng 25 tới 27.7, và sau đó là chúng ta sẽ có một cái target là ở quanh cái vùng đỉnh cũ anh chị, một cái target trung hạn là ở quanh cái vùng đỉnh cũ nha anh chị. Trước mắt là nếu mà anh chị đánh ngắn hạn thì nó có thể chốt ở ngay cái giao găm màu cam này là ở cái vùng 31.3 đó, trước mắt là như vậy. Còn với cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đặt một cái cắt lỗ, đặt một cái mức cắt lỗ khi mà nó rơi về. Nếu mà nó rơi về anh chị mua gom ở những cái vùng 25 này, thì khi mà nó rơi về nó đánh mất cái vùng 23.5 hay 23.5 24 đóng đến tuần nữa mà mất vùng 23.5 thì anh chị phải hạ nha. Đó, ở đây là mình tính đến tuần nha, tại vì trong cái khung đồ thị đến ngày thì SSI nó vẫn còn giữ được cái hỗ trợ 28.4 ở 28.4. Đó, thì cổ phiếu nhóm chứng khoán chưa rơi thì có thể là nó sẽ rơi sâu và có thể nó sẽ có những cái mức chiết khấu tốt hơn và cái điểm mua tốt cho anh chị nha. Hôm qua thì SSI nó cũng đã quét về tới 30 rồi anh chị. Đó, thì hiện tại còn cái con dao găm màu cam trong khung đồ thị này. Đó, thì có thể là đây cũng là một cái vùng có thể là giải ngân tỷ trọng thấp nếu mình chị không nghĩ nó về tới những cái vùng này. Còn mình sẽ đưa ra những cái vùng cân bằng cho anh chị để đảm bảo cái tính an toàn nha. Đó. Ở cái cổ phiếu thứ hai mà em chú ý trong cái giai đoạn này là cổ phiếu SHS. Cổ phiếu SHS trong cái giai đoạn này nó khá là khỏe. Đó, thì cái vùng cân bằng của cổ phiếu SHS nè anh chị là ở những cái vùng 14.5. Đó, quanh cái vùng 14.5 là những cái vùng cân bằng của cổ phiếu SHS. Mặc dù cái hỗ trợ trong khung đồ thị, cái khung đồ thị tuần là ở cái vùng 12.8, nhưng mà em nghĩ là trong cái dịp này là SHS nó sẽ không về tới những cái vùng đó, mà nó sẽ về tới những cái vùng khi mà nó bắt đầu break hợp đi lên anh chị. Đó, ở những cái vùng mà nó đi nền ngắn á, SHS nó đi những cái nền ngắn và có thể là nó sẽ bật tăng lên. Đó, những cái phiên mà bắt đầu nó bật tăng lên SHS thường là sẽ đi nền ngắn anh chị. đó, khi và bắt đầu nó đi lên rồi, nó là đi nền anh chị. Đó thì trước mắt là những cái vùng nền này là cái hỗ trợ của SHS. Thì bây giờ khi mà cổ phiếu SHS này chúng ta sẽ đặt một cái cắt lỗ quanh cái vùng 14, quanh cái vùng 14 anh chị. Đó thì khi mà nó đi lên, khi mà nó đi lên anh chị có thể có một cái mua ở vùng 14, 14.5 thì chúng ta sẽ đặt cắt lỗ thấp thôi. Đó, cái cổ phiếu SHS này thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cắt lỗ thấp thôi ở cái vùng 14, và khi mà nó đi lên những cái vùng 17, 17.5 anh chị có thể tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình trong ngắn hạn. Và nếu mà anh chị kỳ vọng hơn thì có thể cầm trung hạn với những cái vị thế ở cái vùng 20 nha anh chị. Đó, cổ phiếu SHS là một cái cổ phiếu mà mình cũng đánh khá là lâu rồi, từ cái vùng đáy 873 tới giờ thì mình mua lúc là 4.000 mấy, rồi cũng đã đưa được cái giá vốn về không rồi, bây giờ chỉ còn để lãi chạy thôi. Ok, cái cổ phiếu thứ ba là cái cổ phiếu mà em nghĩ là mọi người cũng quan tâm, đó là cổ phiếu HCM. Thì trong cái giai đoạn này rõ ràng là HCM nó yếu hơn đại đa số các cổ phiếu dòng chứng khoán khác. Tuy nhiên là HCM này thì nó có một cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 25 anh chị. Đó, nó đã về gần tới những cái vùng hỗ trợ cân bằng rồi, cân bằng trong khung đồ thị trung hạn á. Thì bây giờ cái vùng mua của HCM nó là những cái vùng 25, 26 nha anh chị. Đó, 25 là những cái vùng hỗ trợ nè, cân bằng ở trong khung đồ thị trung hạn, khung đồ thị tuần, và 26 là cái hỗ trợ giao găm 1 cam đây anh chị. Đó, những cái vùng này là chúng ta có thể gom được. Đó, gom được với cổ phiếu HCM nha. Đó, HCM thì em nghĩ là trong giai đoạn sau nó cũng tương đối là khỏe, tại vì cổ phiếu này chưa chạy nhiều và nó bị giảm bởi áp lực thị trường chung, sau này nó sẽ chạy bù anh chị. Đó, và lại HCM nó cũng có những cái deal về IPO năm sau tư vấn lên sàn anh chị. Đó, và hưởng lợi khá là nhiều. Thì những cái thông tin thì những thông tin nội bộ thôi. Ok, thì đó là với cổ phiếu HCM nha anh chị. Đó thì HCM chúng ta sẽ đặt một cái cắt lỗ quanh cái vùng 24, là chúng ta mua 25, 26. Nếu mà đặt một cắt lỗ 24 là chị thiệt hại một giá đó anh chị. Đó, và nhớ giúp em anh chị phải chia tỷ trọng ra mua nha, chia tỷ trọng ra mua nha. Bây giờ HCM là nó gần như là gần điểm mua nhất á. Đó, thì với cái cổ phiếu thứ tư, cổ phiếu thứ tư là cái cổ phiếu mà mình cũng có đánh trong cái dạng tháng 5, nhưng mình sẽ không đánh giá cao nó lắm. Đó, không đánh giá cao nó lắm. Thì đó là cổ phiếu mà VND. Đó, VND nha anh chị. Đó thì trước mắt VND thì những cái vùng hỗ trợ của nó ở quanh cái vùng đáy cũ là những cái vùng mà mình bắt đáy những cái phiên trước anh chị. Đó, bắt đáy giao găm này nè. Nếu mình chỉ có xem những cái video của mình thì rõ ràng mình có khuyến nghị mọi người bắt ở đây. Thì hiện tại cũng không phải gọi là bắt đáy nữa, mà là chúng ta về tới những cái vùng cân bằng, chúng ta mua lại anh chị. Đó, đó, đây là điểm mua cho những cái vị thế trung hạn nha anh chị. Thì trước mắt là bây giờ VND nó có thể về tới những cái vùng 17.3 tới 18, 17.3 tới 18. Đó là những cái vùng mà em nghĩ là chị có thể tham gia mua vào. Ở 17.3 tới 18 nha. Đó, chúng ta chia tỷ trọng rồi gom nha anh chị. Đó thì những cái vùng này thì với VND thì chúng ta sẽ cắt lỗ ở cái vùng 17. Vùng 17 nếu mà đánh mất 17 đó anh chị, ở không đồ thị tuần rồi. Đó, đánh mất hỗ trợ 17 thì 17.3. Thì nếu mà đóng đến tuần mất 17 thì chúng ta phải bán ra, bắt buộc phải bán ra nha anh chị. Đó, thì khi đó thị trường chung thì chắc cũng là sẽ đi sâu lắm, nhưng mà em nghĩ là cái thị trường của chúng ta hiện tại ở cái giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi thì đây chỉ là một cái nhịp rũ trung hạn thôi anh chị. Đó thì 17, cái vùng giảm 17.3 tới cái vùng 18 là những cái vùng anh chị có thể mở gom với cổ phiếu VND. Đó, và anh chị nhớ là nếu mà không căng keo quá vài like thì có thể là bỏ mua trên vài like. Đó, nếu mà sợ nó không về tới giá đó cho anh chị. Thì về một cái xu hướng tăng thì bây giờ VND thì nó có thể là lên được những cái vùng 22 anh chị, 22. Thậm chí là cái vùng đỉnh cũ quanh 24 cho anh chị. Đó, trước mắt 22 mình chỉ lấy một cái target 22 là quanh cái kháng cự giao găm thôi. Đó, kháng cự giao găm thôi. Thì đây là những cổ phiếu mà mình nghĩ là anh chị có thể quan tâm với nhóm ngành chứng khoán. Đó, VND thì cắt lỗ dưới 17 và chốt lời ở 22, 24. Đó, thì hy vọng là những cái video này, những cái điểm mua, điểm bán của nhóm chứng khoán có thể hỗ trợ cho anh chị mua bán trong giai đoạn sau, và có thể là sẽ giúp cho anh chị có những cái mức lợi nhuận mà em nghĩ là hợp lý. Và nếu mà anh chị em có những cái thắc mắc về những cái cổ phiếu thì hãy liên hệ với em Phát qua cái số điện thoại trên màn hình. Cũng giống như là nếu mà trong giai đoạn này anh chị em có những cái thắc mắc, những cái sự thua lỗ đó và đang bị kẹp hàng thì hãy liên hệ với em Phát, và nếu mà tốt nhất thì anh chị hãy có thể là chuyển ID về với em Phát tại công ty chứng khoán VPS với cái ID BE2S Nguyễn Tấn Phát nha anh chị. Đó, cũng giống như là nếu mà anh chị chưa có người đồng hành thì hãy mở một cái tài khoản tại công ty chứng khoán VPS để có thể em Phát sẽ hỗ trợ tốt hơn cho anh chị về những cái tín hiệu mua bán sớm, cũng giống như là hỗ trợ cho anh chị khi mà anh chị đang bị kẹp hàng nha. Đó. Ok, cảm ơn anh chị và đã đón xem cái video này của em, là hy vọng là nó sẽ đem lại những cái góc nhìn tốt cho anh chị để có thể là mua bán thành công hơn. Chúc anh chị một cái chu kỳ sau thành công và kiếm thật nhiều lợi nhuận nhé. Đó, và nếu mà anh chị có lãi trong chu kỳ sau thì hãy nhớ là về với ủng hộ em Phát nha. Cảm ơn mọi người.